Chào cả nhà. Chào cả nhà. Thì cả nhà ơi, chiều nay thì mình đi cắm câu ếch. Đó mà cắm bằng mồi trùng đó cả nhà. Mà mình cắm cái kiểu cần câu cá lóc. Mà bây giờ đó mình cắm cho nó phải đứng lên. Đó, nó ngã vậy nè, cho cái cục mồi nó cỡ hỏng cỡ chừng nhiêu vậy nè cả nhà. Đó. Đừng đụng đất á, như ba con kiến con gì nó đừng có đeo được đó cả nhà. Nó giữ cục mồi lâu dài. Rồi. Mình vậy là mình tiến hành nha. Xin chào cô chú, quý anh chị và tất cả các bạn. Thì đêm hôm mình có ở ngoài đây nè, buổi tối á thì cũng có đi vòng vòng để mình khảo sát cái tình hình đó. Thấy ếch ở trên bờ nè, trên ao phóng xuống cũng có lai gai, nhưng mà toàn là ếch bự bự không à. Với lại nó ra ngoài kia nó kêu để nó hội nó bắt cặp á cũng nhiều lắm, nhưng mà do cái con nước lớn vô á, nước sâu quá rồi mình ra bắt cặp bắt ếch không được, nó lặn xuống dưới á rồi mình mò không có được. Giờ quyết định chiều nay là mình triển khai là mình sẽ cắm ở cái ao bên đây với ao bên kia là 40 cần câu ếch, với thêm 12 cân ngọc mình sẽ bao quanh cái khu mà đêm hôm nó hội nó kêu á. Hy vọng sáng nay mình có bội thu trúng mánh á. Bây giờ cũng chiều tối rồi, giờ mình sẽ phụ tiếp cha cắm cho mau rồi. Giờ thì mình bắt đầu tiến hành đặt 12 cú ngục. Thì bắp này của cậu của mình bỏ rồi, tại vì nước ngập lên như vậy là nó hư hết trơn rồi. Tuy nó không có chết thiệt nhưng mà nó hư rồi. Mình đặt trên khô rồi, trời tối nước lớn à, ếch nó phóng ra đây nó bắt cặp nè. Nó ra lúc lúc ngoài đó luôn đó cha. Tối nó kêu ra lúc ngoài đó luôn. Đúng rồi. Giờ đi thẳng lần đẳng luôn hay gì cha? Con thấy đi thẳng lần đẳng luôn á. Bây giờ không ấy đi thẳng đẳng luôn đi. Đỡ rồi. Thẳng luôn không? Ừ, thẳng luôn. Khỏi khỏi cây. Cây là dở nó. Thẳng qua bỏ luôn đi. Giọng mà chừng cỡ 15 con à. Mở ra bự không cả nhà ơi. 15. 15 con là 2 kg phải. Hả? Bây giờ chú Năm chưa có thể nào nói được. Để ngày mai coi kết quả. Đặt cái gì đặt trên bờ không vậy? Đặt trên bờ không à. Giờ ông kêu xách đâu xách đó nè. Trời. Mình đặt như vậy sợ nhất là biết gì không cả nhà, chuột. Chuột mà nó vô một cái là nó cắn banh hết trơn luôn. Hy vọng là tối nước chụp lên chuột nó không ra đây. Cái này cũng chiều à, mình sẽ đặt thẳng tổ lên chỗ lên tới cái hầm trên đó luôn. Sao có clip nó lúng, có clip nó không lúng hả cha? Ừ, cái clip đó là clip sắt. Thì đất của còn của cô Út nè, lâu lắm rồi mới ngập đó. Tính ra 5-7 năm nay là nước chưa có lên cao như vậy, mà năm nay lên cao như vậy. Cậu cái clip này đó là em Út nó tỉa bắp rồi mà nước bị chụp lên, khi mà nước lớn lên là nó ngập tới chừng này nè. Thành ra nước chắc này là nước dầm, thành ra mình đặt bây giờ là nó phải ở trên khô. Còn khi nước lớn nó tinh lên nè, ngàn luôn cả cái lúa của mình luôn đó cả nhà ơi. Năm nay cậu Út mình á gieo cái này xuống rồi cũng tốn hết mớ tiền rồi, nhưng mà nước lên cao quá mình bỏ. Nhưng cậu Út ngược lại cậu Út cũng mừng là cái là nước lên tới đây đặng có cái phù sa đặng rửa đất cho nó sạch lợi, mình mằng vụ sau nó mới trúng. Còn như bắp này thì cũng bỏ cũng vài triệu à, nhưng mà hên đâu á vụ tới mình mằng nè, mằng gừng lại á trúng thì bán còn nhiều tiền hơn nữa. Để mấy năm rồi cậu trồng gừng á cứ thắt hơn của người ta, cắt hơn mấy cái miếng mà thấp á nước vô được á. Bác Hai để đó đây, bác Hai để con xách lại cho. Rồi xui xui tối mấy gắn hổ ngựa hay gắn hổ hành gì trong bờ mương nó lội ra anh kẹt. Rồi
lo mà rung. Bờ nó phanh một cục ở trong cái lú nè. Chăng nữa, ngoài đây có chăng hay thường bà con mình hay thường bắt chăng lắm. Lúc trước cậu Út mình bán một miếng đất cho người ta tặng múc hầm lên nè. Rồi sao mà múc lên lên con chăng mười mấy ký luôn. Dạ hết luôn chú, bọc ngược lên luôn. Bây giờ mình đặt cũng xong cả nha. Giờ đi vô thôi. Hàng cả nhà sáng mai mình thăm à. Còn câu ếch không biết tối nay nếu mà mình đi thăm lưới thì chắc không thăm câu ếch á, sáng mai thăm luôn. Giờ mình vô thôi, chiều. Đặt nguyên là kéo dài từ lúc lúc bên kia qua tới bên đây luôn. Mình xin chào cả nhà buổi sáng, chúc cả nhà một ngày mới vui vẻ và hạnh phúc. Thì sáng nay mình bắt đầu chuẩn bị đi thăm câu với đổ 12 cửa ngục. Thì hôm qua buổi chiều cha mình có bổ thêm 4 tay lưới thưa nữa. Nếu mà mình thăm câu với 12 cửa ngục không có thì mình chuyển sang mình đi thăm lưới luôn. Rồi xong là mình bắt đầu là xuống giỏ mình về luôn cả nhà. Bữa nay thứ bảy rồi. Không ngủ ngon chứ sao? Nói qua à. Ngủ mình ngủ hôm này lạnh hơn bên trước. Dạ cả nhà buổi sáng. Ngủ rút gì đây? Buổi sáng. Giờ mình thu dọn ở nhà cái buổi sáng. Hành lý. Rồi cuốn bùng. Có mưa hả? Không mưa. Sao mà đêm trước không lạnh mà đêm nay sao lạnh quá hả hai? Bắt rồi đó. Lạnh luôn. Bắt luôn rồi đó. Cũng không có gió gì hung mà sao nó lạnh kỳ cục. Lạnh kiểu này không biết câu với 12 cửa ngục sao đây. Tại vì quán tính của con ếch đó cả nhà. Khi mà trời lạnh là nó không bao giờ nó ra. Ta lạnh còn ra nổi ếch thì sao ra. Người ta lạnh còn rút nó chi ếch. Với lại nghe nói là bão số 5 gì cũng đang sắp sắp vô đất liền nè, cho nên mình phải trong giờ bữa nay mình phải dài, ngày nay mai là mưa dữ lắm à, mưa đây không về được ở nhà bắt hai gái là khóc nhớ bắt hai trai khóc dữ à. Rồi giờ mình cũng ra tới cái điểm để mà mình đặt 12 cửa ngục nè, mất hai không có chạy gì hết trơn luôn à. Quá lạnh bữa nay xe lạnh ở thông ga cả nha, không biết bên khu bên kia sao đây, hên hên chạy con gì lạ lạ chứ giờ ớt là thua. Tối nước lớn nó lên nó ngập mấy cái bờ có còn động động nước lại. Có cậu mình ra coi nữa, nói đâu trúng mà cậu ra coi mà thắt. Ồ xuống nước mà cái giò còn lạnh nữa. Không có gì chân luôn. Nước này còn nhiều hơn hôm qua mình đặt hay chắc. Ở bên đó có gì nhúc nhích nước trong cái lạp. Không có một con ếch luôn bạn. Chưa ngập cái lạp chơi.
nước không ngập lợp đó, mới có nửa cái lợp à. Ở dưới đây nửa cái lợp như trên kia đâu tới đâu. Vậy là nước này nước kém à. Dạ. Con cá lóc hả cha? Cá chê. Bên đây được con. Ôi, hai con cá chê. Hai cá chê nữa hả cha? Wow, vậy cũng đỡ rồi. Bên đây chạy cá chú Sang ơi. Ba cá chê rồi. Cái này ba con. Ba cá chê luôn. Đẻ nè. Chết hết nè. Dạ. Chắc nước lúc chứ gì cha. Chết luôn hết hả? Ô được con hết nè. Con cá rô. Bên đó chạy con cá hường luôn. Vậy là cái khúc đó coi chừng đêm hôm không ngập nước rồi đó chơi. Ngập rồi có cá vô liền. Quá hết mấy bữa trước nó ra nó đẻ nó nở đẻ nào nồng nọc nè. Dữ lắm luôn. Ơ được con ếch là gì đó cha. Phải không? Con ếch. Được, được con ếch kìa. Được con ếch ăn ủi. Ba con này được ba con cá chê luôn. Cá chê không bự hả cha? Lớn không? Giờ để mình phụ giác vô tiếp đó nha. Bác Hai cứ buộc rồi để nó đi con chồng cho con giác vô. Hả? Bác Hai buộc nó đi con giác vô cho. Buồn, làm buổi sáng thăm không có buồn. Thì mà bây giờ mình đi nhổ câu mấy cây câu ếch này. Cũng không dính luôn. Do tiết lạnh đêm hôm ếch nó không ra ăn, nó không đi. Cho nên 12 cửa ngục mình cũng không chạy mà ếch nó không ra rồi. Mà cần câu cũng không có dính luôn. Nhắc này mặt trời cũng lên. Mình làm tranh thủ là mình còn cuốn lưới nữa. Dạ. Không chơi. Trong túi này một con sống với một con chết với trong cái trong chổng còn con thôi nó cha. Vậy là tổng cộng mình được 3 con ếch rồi. Đây là 4 cá chê nữa. Còn cá rô quá bự mình cũng chết luôn. À giờ để mình nhổ cái bờ hầm phía trên đó. Khi nào có ếch thì mình quay cho cả nhà xem. À giờ thì mình chạy giỏ cũng tới địa điểm để mình thăm lưới. Tính cả vô công kia mình thăm dài ra nhưng cha nói thôi ngoài đây mình cuốn dài vô. Trong cái gọng này thì hôm qua cũng còn số cá nó dở lên cái chứ. Cá bên gọng này còn cho đựng ký quá. Chai đi thăm 12 cửa ngục. Này, nước sâu dữ. Chín cái gì cha? Dắt hai dắt sáng bắt hai xuống nước sớm rồi nè. Lưới dính gốc rồi. Rồi cá chim.
Thiến tao đi, mở cái gọng kìa, bỏ vô gọng luôn, cái nào bỏ gọng cái nó luôn. Một con cá nàng hai. Cái này tới giờ sát sát nha, chạy. Câu. Ồ, cái gì vậy? Như này dính yếu hơn trên kia quá cả nhà ơi. Thì điểm mới này thất bại rồi. Hay là cái lọt qua con nước này cá nó không lên ha bác hai. Ừ. Ta lưới mà có mấy con rồi. Cá không đi luôn. Ếch cũng không đi luôn. Làm nước đầu bay bắt cái cá là xe lạnh, chờ xe lạnh cá nó không lên. Sáng nay là mình cuốn lưới xong là mình giọt chạy về luôn, chứ không có nấu cơm nấu gì nữa. Hôm nay về nhà ăn cơm với vợ thôi bác ha. Rồi chỗ đó cũng đi cuốn lưới nữa. Chê với con cá cha. Cái này nó buồn ngủ quá. Trời, có dính có nhục. Chiều cá. Rút gì cá. Rút xe, rút gì bộ. Không dính luôn, lên cạn không dính luôn. Đây không có cá luôn. Bãi này không có. Cá nó không lên. Giống quá nó không lên. Gì vậy? Dính như một con cá chê nữa. Chê bự bự không hả bác hả? À lưới là lưới lỡ thường. Kìa coi chú nó cũng đang cuốn lưới nữa. Chú dần trong cỏ mà. Ồ, ta lưới của chú dính cũng dữ lắm luôn các bác hai. Trong cỏ nhưng mà dính hả chú? Trong cỏ nhưng mà dính nhiều á. Ờ, tao câu phi chứ thả. Đêm trước thì thăm cá dính gỡ không kịp. Còn đêm nay thì sáng thăm rồi lưới phân chú sang cũng không kịp. Cá không dính rồi ai cũng im ru hết trơn à. Dính cá không cha? Dì dưỡng cỏ. Dì cha? Ờ, con cá rô phi. Không quẹ.
được cái vợt không? Cá không? Bỡ bỡ hai tay lên được không cha? Đợi thiếu. Vợt cá lên không à? À hơn cá cô Phi. Khủng khủng. Ủa sao mà trên cạn mà em đi đâu cạn vậy em? Tại chui. Chú sang né nó bên mà nó bên kia chút chút. Chú sang dở, tôi cầm lớn cái đây. Đó, cho chú sang gỡ đi. Dạ nó đây là chú sang rồi. Chỗ có gì nó gớt xuống cái lỗ nè. Đó. Cá cô Phi. Gỡ đi. Cá đó chắc hơn nửa ký quá chú. Thiệt. Trời ơi, con cá bự. Đầu xe lưới à. Thôi rồi, con cá chê nữa kìa. Đường coi. Vậy là trên cạn này dính hơn ở dưới sâu à. Phải hôm qua mình văng vô trong đó luôn đó cha. Văng tắt cái đường đi ngay vô cái gáo trong đó luôn. Trong đó chừng dính mạnh. Cho mấy mặt mày này nè. Cho mấy mặt mày này đi. Không để không gỡ. Ừ bước đi. Không có ấy. Ừ bước hai mặt đó cho nó thấy ra lộn. Cá này chắc lưới 7 8 phân dính bình thường. Vậy nó mới dính nó chứ dễ thì dính nó được. Cắn lưới luôn. Cô Phi này khủng thiệt. Lúc mình làm tới giờ mới thấy con này là bự đó bác hai. Cá là một người là trời chuyên ăn không sao hết. Không hết. Hai vợ chồng ăn chưa hết đâu. Cá này chuyên người xuất cà vô. Ngon ha. Bóng cầm kỹ rồi bác hai cầm dở lên cái bác hai. Cá khủng đây. Cha ba lửa luôn. Rồi đó, ôi rái kìa. Đó cái cây đó là hết lưới của mình à. Bữa nay tối thì hôm mình ở lại sáng nay mình tính vô mánh rồi sáng mình về luôn. Kiểu này về nhà thắt thu rồi chắc bị vợ la quá. Thì giờ vợ cho ăn cơm luôn. Hôm qua dự định qua về mà thấy hôm qua cá dính nhiều quá mình ở lại đêm sáng mới về. Mà sáng nay thắt rồi. Ở cái gì nó cũng có cái vô cái đó hết trơn hay chú sang. Mốn nó cũng không có được ha. Mốn cũng không được. Mà tới hồi nó dính rồi chạy cũng không khỏi hả? Bữa cỡ nào nó cũng dính á. Lúc mà dính quá than thôi, đừng có dính. Trước mặt mình là cây gấu vàng á. Cây đó không biết có bọng không hả bác hai? Chứ đặt là cưa dán là cũng im lắm. Bữa trước mình giăng đâu có dính cá chê đâu mà sao bữa nay dính nhiều luôn á. Dưới đây tính ra cá chê nhiều. Nhiều hơn đầu trên. Chê thì giăng câu mùa trùng là lụm á. Dạ. Ở dưới đây mà giăng câu mùa trùng cặp mé là mua cặp 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 cặp. Mà con sợ cá chê chưa ăn nó cá chim lụm hết à. Ừ. Này nó bự thiệt nó. Nó mình bủa cho nó hết tắt luôn. Hết hồn cá cô Phi. Cũng được bụng bổn cá chứ ít đâu. Thêm mình đổ 12 cửa ngục nữa. Sống qua ngày. Bao nhiêu này nữa nè. Nhiều lắm á, bữa nay cũng trúng chứ đâu thắt đâu. Thì cá này chắc chút nữa về mình không có nấu món ăn cả nhà, về nhà luôn rồi chia cho bác hai mới chú sang mới xách về ăn. Cá mình cũng còn trong rộng nữa kìa. Đi xa sao không xách gì về, xách vài cá về cũng được hả chú sang? Dài lắm, dài cá chê em. Dài cá chê cũng em. Thì giọng tan vành thế mấy khói. Dạ. Mình tâm lưới cũng xong rồi.
ra. Đổ nhiều không? Giờ nhiều cái nha. Cua con tôm. Cua gì bác hai? Cua. Làm coi em trai này với chị này. Giỏi quá, còn nhỏ mà biết đi kiếm tiền hả anh trai? Mấy tuổi rồi? Cái lợp này quá chừng bịch rồi. Cái này phải phơi nắng rồi lại. Ừ, tép đó, tép cũng nhiều đó có hả? Trời ơi, lặn hụt thử lặn vô là lặn chết luôn, bơ đâu nổi đâu. Nó không có gió đỡ. Gió lặn đâu có đâu, sợ không nổi. Còn mấy cái nè. Sao mình không buộc cho nó dính liền luôn à, lỡ chạy rồi mình dở lên dài dài tới hoài luôn. Thì buộc đó đang cái bộ mình không có chỗ đặt á, mình phải đặt lẻ lẻ. Chỗ nào có đặt được thì đâu. Vậy là phải là đi qua bên kia bắt đầu xuống lặn lên đầu thăm tiếp nữa. Chỗ nào mình buồn được thì đặt được nhiều cái thì bộ chỗ nào không có thì mình dây cá. Rồi, vậy thôi mình về bác hai ơi. Mình về luôn chứ ơi. Dạ. Rồi cả nhà ơi, giờ mình cũng soạn đồ xuống vỏ hết trơn nè. Giờ mình về thôi. Thì anh Mèo hôm qua anh về sớm là do phải làm đám 3 tháng 10 ngày cho mẹ của anh Mèo á. Cho nên bữa nay anh không có tham gia với xách đồ xuống tiếp được. Còn Kiệt là chưa có xuống. Buổi sáng bữa nay thắt ai cũng không có nói chuyện gì chứ. Cá không dính làm sao dính nói chuyện nổi. Mỗi bữa thì cá dính la làng, không là bữa nay không dính im luôn. Mà nói vậy chứ cũng được mấy kilo à, chứ không hay ở đâu. Mà cá không ngon đó chứ, không có cá he cái gì chứ. Cái bữa cuối mình tính ăn vậy đang về nhà đồ. Mình đến bữa nay đem mồi bén về mà. Rồi. Xin luôn cây tràm của cô Út về nhà làm cái xào luôn. Con câu máy rồi chưa bác hai? Rồi luôn. Rồi giờ mình xin phép cô chú với anh chị và tất cả các bạn cho mình phép video này. Hẹn lại video sau á. Giờ phải để máy lên rồi mình chạy về thôi. Hôm nay cũng chưa 7 giờ rưỡi rồi. Về tới nhà cũng 8-9 giờ. Chào cả nhà. Bây giờ mình chạy về cả nhà.